Bạn thân mến, sau đây thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn một số những điều cần lưu ý khi bạn cho con luyện tập yoga cùng Nguyễn Hiếu. Độ tuổi mới bắt đầu luyện tập yoga chúng ta có thể bắt đầu từ các em bé 4 tuổi trở lên. Và khi luyện tập yoga thì bạn không nên ép bé luyện tập quá nhiều, cứ để cho bé thả lỏng. Và làm sao giúp bé có thể có được cái sự tập trung, lắng nghe và làm theo hướng dẫn của cô Hiếu. Mỗi một bài tập chúng ta chỉ nên cho bé luyện tập từ 15 phút đến 20 phút. Và mỗi một động tác chúng ta có thể giúp bé luyện tập từ 1 đến 3 phút mà thôi. Và cố gắng không ép bé khi luyện tập. Quan trọng chúng ta cần phải giúp bé hình thành được cái thói quen trong tiềm thức của bé. Cái thói quen luyện tập vận động yoga, vận động thể thao hàng ngày. Chúng ta tuyệt đối không tạo áp lực cho bé và thời gian luyện tập tốt nhất cho bé là sau khi ăn tối khoảng chừng 2 đến 3 tiếng thì sau khi bé ăn uống xong xuôi, làm bài tập xong rồi thì bạn có thể kích thích và tạo động lực để giúp bé luyện tập cùng cô Nguyễn Hiếu khoảng 15 phút sau đó để cho bé dễ dàng đi vào giấc ngủ. Và với những cái trang phục luyện tập cho bé thì bạn chuẩn bị cho con bạn những cái bộ đồ tập thật là thoáng mát để cho bé dễ vận động. Và lưu ý khi trẻ vận động thì bạn chú ý quan sát thể lực của bé để lựa chọn những bài tập phù hợp với thể trạng của con mình để tránh bé bị tập quá sức, tránh mệt mỏi quá sức sau khi luyện tập. Và nhớ luôn luôn là chúng ta cần phải kích thích bé và động viên bé luyện tập. Thông thường thì khi mà Nguyễn Hiếu hướng dẫn cho con gái của Nguyễn Hiếu luyện tập thì Nguyễn Hiếu sẽ chuẩn bị một cái hộp và trong đó có rất nhiều những cái phiếu bốc thăm. Thì sau khi mà em bé luyện tập xong thì bạn có thể cho bé giống như là một phần thưởng được bốc thăm cái món quà đó và chúng ta sẽ dành vào cuối tuần để mua quà động viên con. Như vậy thì bé sẽ rất là thích thú, vô cùng thích thú những món quà, không cần phải quá lớn nhỏ thôi, và bé sẽ thích thú và giúp cho bé kích thích, tạo cái sự kích thích hưng phấn cho bé để luyện tập yoga hàng ngày. Đó là một số điều mà Nguyễn Hiếu cần lưu ý để giúp bạn có thể hỗ trợ cho con luyện tập những bài tập yoga tốt nhất, rèn luyện cơ thể khỏe mạnh và cái khả năng sáng tạo và tập trung của con được tốt nhất bạn nhé.